Hiện nay tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Bình Đại đang được các ngành các cấp tập trung giải quyết cơ bản ổn định. Trong đó có sự đóng góp đáng kể của các cơ sở tôn giáo đã chung tay cùng chính quyền địa phương trong vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Gần một tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đại đã phối hợp với chùa Giảng Phước thị trấn Bình Đại và chùa Tân Linh, xã Thành Phước, tổ chức vận động các đoàn từ thiện và hảo tâm và các công ty doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp hỗ trợ và tặng cho người dân các xã Thành Phước, Thừa Đức, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Bình Thới, Bình Thắng và thị trấn Bình Đại 1.600 thùng nước uống loại 20 lít, 500 lốc nước suối, hơn 6.100 chai loại 1-5 lít và 500 can loại 30 lít cùng nhiều dụng cụ chứa nước. Tổng kinh phí ước tính trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đại Đức Thích Phước Chí trụ trì chùa Giảng Phước còn vận động các nhà hảo tâm thực hiện nhiều chuyến xe chở nước cung cấp cho các điểm tiếp nước ở các xã. Tính đến thời điểm này, huyện Bình Đại đã thành lập được 94 điểm cấp nước miễn phí thường xuyên, tiếp nhận 12 máy lọc nước, 243 bồn chứa nước dung tích từ 500 lít trở lên, tiếp nhận trên 31.000 bình nước uống, trên 84.000 chai nước uống, trên 13.000 mét khối nước ngọt. Các xã tiếp nhận tiền mặt gần 80 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận gần 10.000 can đựng nước, túi nhựa cùng quà tiền mặt từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ bà con nhân dân với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.